Internet cho phép người dùng ở mọi nơi trên thế giới trao đổi thông tin với nhau dưới dạng văn bản, đồ họa, âm thanh, video và các chương trình máy tính thông qua máy tính cá nhân của họ. Mặc dù có nhiều tổ chức xây dựng các công cụ hoặc ứng dụng cho Internet, nhưng không một tổ chức hay cá nhân nào có thể điều khiển, quản lý Internet. Tuy nhiên, mạng đường trục Internet, ví dụ như các mạng vật lý vận chuyển lưu lượng Internet, thuộc sở hữu của các công ty tư nhân. Các máy tính trong mạng Internet được tổ chức theo kiến trúc khách chủ, nghĩa là một máy chủ từ xa sẽ cung cấp tệp và dịch vụ cho người dùng trên máy khách. Tốc độ truy cập dịch vụ từ máy khách vào máy chủ tùy thuộc vào công nghệ được sử dụng. Nhờ sự phát triển không ngừng của công nghệ mà cơ chế và tốc độ truy nhập ngày càng được cải tiến, cho phép download một lượng lớn dữ liệu từ máy chủ. TCP/IP là bộ giao thức chuẩn dùng cho truyền thông trên Internet. TCP/IP bao gồm các giao thức đơn giản như TCP/IP và các giao thức phức tạp hơn ở tầng ứng dụng để truy nhập Internet. Giao thức TCP và IP cung cấp các chức năng cơ bản cho nhiều ứng dụng. Còn các giao thức tầng ứng dụng cung cấp truy nhập tới các dịch vụ phức tạp hơn như trao đổi tệp giữa các máy tính, gửi thư điện tử hoặc nhận diện người dùng đăng nhập. An toàn mạng là một vấn đề quan trọng khi kết nối mạng máy tính vào mạng Internet. Khi máy tính kết nối vào mạng Internet, thì các máy tính khác có thể truy nhập vào máy tính đó. Đối với mạng Intranet thì yêu cầu bảo mật là không cao vì nó không được kết nối với mạng công cộng. Các thành phần vật lý thường được dùng để đảm bảo an toàn mạng là bộ biên dịch địa chỉ mạng, NAT, máy chủ ủy quyền, proxy và bức tường lửa, firewall. Các máy tính dùng địa chỉ riêng không thể nhận dữ liệu từ máy khác trên Internet. Để cho phép truyền dữ liệu giữa một mạng sử dụng địa chỉ riêng và các máy tính trên Internet cần có bộ biên dịch địa chỉ mạng. Như vậy, chức năng NAT là biên dịch địa chỉ IP riêng thành địa chỉ IP chung. NAT là một router đặt giữa mạng công cộng và mạng riêng. Nó biên dịch địa chỉ IP riêng thành địa chỉ IP chung đối với các gói đi và ngược lại đối với các gói đến. Các máy chủ ủy quyền thực hiện hai chức năng chính. Thứ nhất, chúng làm giảm thời gian cần thiết để trả lời các yêu cầu của người dùng. Để làm được điều này, máy chủ ủy quyền lưu lại kết quả của mọi yêu cầu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu người dùng mở một trang web đã được yêu cầu trước đó, thì máy chủ ủy quyền chỉ cần lấy nó từ trong bộ đệm thay vì phải gửi yêu cầu tới máy chủ web và tải trang đó về một lần nữa. Thứ hai, máy chủ ủy quyền có thể được sử dụng để lọc các yêu cầu của người dùng đối với một số kết nối Internet. Ví dụ, một công ty có thể không cho phép nhân viên của mình truy cập vào một số trang web. Bức tường lửa ngăn kết nối trực tiếp giữa mạng và các máy tính bên ngoài bằng các định tuyến kết nối qua một máy chủ ủy quyền được đặt bên ngoài mạng. Bức tường lửa xác định có định tuyến được tệp tới hoặc từ mạng hay không, và nó còn được gọi là cổng nối an toàn.